Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Như vậy là sàn ô tô Mỹ Đình cũng đã hòm hòm lấp đầy được những cái chỗ trống. Rất nhiều những cái mẫu xe siêu chất, siêu lướt đang về để phục vụ mọi người. Và ngày hôm nay thì một chiếc xe trong phân khúc cầm cao 7 chỗ máy dầu siêu lướt đang vừa mới cập bến sàn ô tô Mỹ Đình. Em sẽ lên sóng luôn để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng cũng như là cảm nhận về cái vẻ đẹp của chiếc xe này. Trước mắt mọi người đang là chiếc Kia Sorento phiên bản máy dầu 7 chỗ, bản Signature cao cấp nhất. Xe được trang bị ngoại thất là màu xanh, rất là đẹp, nội thất là màu kem. Và chiếc xe mới chỉ lăn bánh chưa tới 2 vạn km, chính xác là 1 vạn 9 km nha mọi người nhé. Đó, Kia Sorento model này thì được ra mắt vào năm 2021. Với cái ngoại thất được thay đổi hoàn toàn, cũng như là phần nội thất. Đầu xe nhìn rất là đẹp và rất là ngầu. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có 1 vạn 9 km thôi, rất là mới. Xe được xe là bản biển số thành phố nên là khi chúng ta đăng ký lại Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Mọi người có thể xem tổng quan của chiếc xe này nhé. Về phần ngoại thất thì đây. Tất cả mọi chi tiết thì đều còn rất là mới và nguyên bản. Từ lốp Michelin theo xe cũng như là la răng này, không có một vết xước nào cả. Và chủ xe cũng đã lên thêm một cái bộ cảm biến áp suất lốp rồi. Ở đây bản Signature cao cấp nhất thì chúng ta có camera 360 độ. Đó. Xe cũng đã có bậc lên xuống rồi. Thiết kế của Sorento rất là đẹp, rất là mềm mại và cũng rất là sang trọng. Phần đèn hậu được trang bị đèn LED, đèn full LED, đèn kép. Khi chúng ta đi vào ban đêm thì buổi tối thì cái đèn này nó sáng lên nhìn rất là ngầu, nhìn rất là đẹp và rất là cân đối. Cảm giác lái của Sorento thì cũng rất là mượt mà và êm ái. Ở cái phiên bản này thì cái máy dầu đã được cải thiện rất nhiều về độ ồn rồi. Gần như là chúng ta chỉ nghe thấy một cái tiếng nổ rất là êm. Chẳng thua kém gì những chiếc máy xăng. Đèn pha được thiết kế. Đèn pha tự động và gồm 3 bi full LED nhé mọi người nhé. Đó. Và đây là cái giải LED Daylight này. Chạy dài theo phần cản trước đến mặt ca lăng. Vị trí này chúng ta có mắt cam 360 độ nhé mọi người nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi vào trong cái khoang nội thất để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc Sorento bản cao cấp nhất này. Đó. Phần tapi cửa này, một cái thiết kế rất là sang trọng này. Ở đây chúng ta có những cái giải đèn LED và có những cái đèn viền LED daylight, LED nội thất ambient. Tất cả những cái phím bấm này đều được có một cái lớp mạ chrome nhìn rất là sang trọng. Thêm vào đó là chủ xe đã ốp toàn bộ những cái chống xước rồi. Ghế lái chỉnh điện. Ở đây chúng ta có nhớ ghế lái hai vị trí nhé mọi người nhé. Hỗ trợ giữ làn này, cân bằng điện tử. Cốp điện, vô lăng thiết kế rất là đẹp. Tất cả những cái phím bấm rồi những cái hỗ trợ lái chủ động cũng như là phanh khoảng cách rồi ga tự động, lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Km hiện tại đang là 19.409 km nhé mọi người. Đó. Chỉ có ở bản máy dầu Premium và bản máy dầu Signature thì mới có cái cụm núm số xoay này. Còn ở các phiên bản máy xăng thì sẽ không có nhé mọi người nhé.
Chủ xe đây đã ốp hết rồi. Ở đây chúng ta có 4 chế độ lái cũng như là 3 chế độ địa hình, giúp chúng ta có thể dễ dàng khi di chuyển vào các vùng địa hình. Màn hình giải trí này, rồi ốc gió điều hòa này, những cái thiết kế nó nhìn rất là cân xứng. Ở đây chúng ta có sạc không dây nhé mọi người nhé, sấy sưởi làm mát ghế này, rất rất nhiều option hỗ trợ đổ đèo, rồi sấy vô lăng, phanh tay điện tử, auto hold đầy đủ. Hàng ghế thứ hai cũng được thiết kế chỉnh điện, và ở phía hông đây thì cũng có thêm hai cái nút để giúp người ngồi sau có thể di chuyển ghế phụ một cách dễ dàng. Cửa sổ trời toàn cảnh cho mọi người, một option rất là đáng giá. Gương thì đương nhiên là gương chiếu hậu chống chói rồi. Ở phiên bản này thì sẽ được trang bị âm thanh là loa bow nhé mọi người nhé. Đó, dàn âm thanh loa bow. Đến với hàng ghế thứ hai, một cái khoang ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Đó. Nội thất kem thì khi chúng ta vào xe sẽ cảm giác thoải mái và rộng rãi hơn rất nhiều so với những cái nội thất màu tối. Đó, cái nút này chúng ta có thể tiến lên này, dựng lưng ghế này, tiến lên này, lùi xuống này. Và đây là tổng thể cái khoang lái của chiếc Kia Sorento 2021 phiên bản máy dầu Signature cao cấp nhất. Rất là ưng ý, đẹp mắt. Chiếc xe này rất mới nhé mọi người nhé. Giờ thì chúng ta hãy đến với hàng ghế thứ ba cũng như là khoang hành lý. Đó, đây là hàng ghế thứ ba này, mọi thứ cũng rất là mới và rộng rãi nhé. Hàng ghế thứ hai chúng ta có thể di chuyển lên trên để giúp hàng ghế thứ ba ngồi thoải mái hơn, và chủ xe cũng đã ốp hết cái phần lưng ghế của hàng ghế thứ ba. Khi chúng ta gập xuống sẽ là một cái khoang hành lý rất là rộng rãi và sạch sẽ. Chúng ta có cốp điện nhé mọi người nhé. Đó, một chiếc xe full option. Về động cơ của chiếc xe này thì được trang bị động cơ 2.2 máy dầu với tầm giá hiện tại thì rất là tốt rồi. Chiếc xe này thì sàn ô tô Mỹ Đình đang chào bán với giá là 1 tỷ 139 triệu đồng. So với thời điểm trước đây, trước Tết thì chiếc xe này vẫn phải bán ra với giá khoảng loanh quanh khoảng 1 tỷ 2, nhưng ở thời điểm này thì chiếc xe này có giá rất là hợp lý rồi, 1 tỷ 139 triệu đồng. Biển số thành phố sẽ không mất 20 triệu tiền biển khi bấm lại ở Hà Nội hoặc về bất cứ tỉnh nào, chỉ mất 2% phí trước bạ thôi. Mọi người mà có nhu cầu chiếc xe này thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho em Nam Bin, số điện thoại hotline ở trên màn hình, em sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người cụ thể hơn nữa. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả như là quý vị khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.